Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ ngày hôm qua thì giá xăng đã tăng lên 24.000 đồng một lít. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON 95 là 24.600 đồng một lít, tăng 610 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 là 23.330 đồng một lít, tăng 510 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 420 đồng, dầu ma rút tăng 320 đồng, riêng diesel giảm 70 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã tăng đợt thứ 5 liên tiếp từ đầu tháng 7 đến nay.